Chuyển nhà hả bác ơi? Sao mà lại lắm đồ thế chứ lại? Thế này ấy thì mang cả nhà đi luôn cho nó nhanh. Nhìn tủ che quá ấy. Úi dồi ôi, gớm trông có bị hành hạ. Nó có đáng thương không cơ chứ lại? Ai xíu ba rồi, váng đầu che luôn ấy. Hình như xu thế của ngày hôm nay là những màn tra tấn dã man con ngan đối với những chiếc ô tô tội nghiệp thì phải. Rồi, giờ đè đầu cưỡi cổ nó như này thì còn gì là cái thần ô tô nữa hả tụi mày? Buông tha cho em nó đi, làm ơn. Đừng bắt em nó phải di chuyển nữa, tội ghê nó được. Úi giời ơi, tài năng trẻ Racing Boy ê, chúng ta đây mà. Úi giời nào, cứ vô được ga không thì nói một câu nào. Để các anh, các chú ra giúp nha. Ôi trời ơi, bay mất luôn cả đôi tông lào rồi đây này. Thôi, về nhà học bài đi cháu. Ông anh chọn cái góc chim nhẹ nhàng như này chẳng đẳng cấp đấy. Thôi rồi, mỗi tội là hơi bị bụi nhà. Hình như có cái gì dưới hướng nhỉ? Em biết xe bị sao không? Sao không chắc anh? Thôi rồi, nhưng mà xe máy của anh đâu rồi? Ôi, thôi rồi Lượm ơi, mấy thằng kia trả lại xe cho chồng tao mau lên. Ôi giời ơi, cái bọn này mặt mũi để đi đâu rồi không biết nữa. Ôi giời ơi bác ơi, phải để ý đường chứ lị. Thế này mà chủ xe nó truy ra ấy, thì không biết phải đền bao nhiêu tiền cho nó đủ đây nữa. Em cứ theo cái xe, kiểu gì cũng có bất ngờ nha. Úi giời ơi, bất ngờ chưa? Úi giời ơi, thằng hồn nhờ. Xe còn 3 bánh nhé, trong bánh nổ bánh chịt. Tuyên bố vẫn đi được ngon lành cành đào nha. Ao chỉnh cái đường này luôn như thế này. Ai da, tiện quá nhờ. Chính nhà mà có quả gương này thì vợ chồng mình cũng sướng thoải mái đấy. Rồi, anh tạo dáng gì đấy? Làm mấy bô đi cho nó sang chị mịn để con up lên mạng đi em yêu ơi. 3, 2, chi. Nhìn nhỉ? Nhìn gì mà nhỉ? Nhìn nhiều là diều tha quạ mổ đấy biết chưa? Ây, đệ tử. Xấu thằng kia hộ đại ca đi mau lên. Ôi dồi ôi, tiền đổ hết vào mua siêu xe nên là quên mất giá xăng nó đang tăng kinh khủng. Kiểu này ấy, là hết tiền đổ xăng đây rồi. Cô ơi, cho con chim đầy bình nha. Cho mày đến lại xem cái xe kia có tổng cộng là bao nhiêu bánh. Người thông minh họ xử lý tình huống nó khác bọt lắm. Tại hạ là xin bái phục. Úi trời ơi, ngả nón trông còn ngứa cái mặt không chị lịnh. Ái dồi ôi, phá hoại rồi bà con ơi. Ông kia dừng xe hộ cái nào. Hàng hóa bay màu hết cả vô đây này. Mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhìn xa chẳng thấy, hóa ra ngay gần. Thế này thì chết giờ. Siêu xe vận chuyển đến các con vợ ạ, bền bỉ với thời gian. Nào, lên đường. Úi dồi ôi. Thế này thì đợt Tết thì cũng không đi được nha. Thôi bỏ bớt hàng xuống đi người anh em ơi. Tao nói cho cái mặt mày nghe ha, có thể cho cái xe nó trở về bình thường được không? Chứ chị dặn như này thì hỏng hết cả cái đường, cả cái xá đi chứ còn cái gì nữa. Chồng nó có dở hơi không cái chế lệnh. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những màn hành hạ biến tấu đầy sự dở hơi ăn cám lợn của các dân chơi hệ độ xe, khiến cho khán giả phải bó tay chấm tất cả các loại nước mắm .com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho Duy Hiếu và channel nha. Còn bây giờ thì Duy Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những channel tiếp theo. Chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại với channel. Xem nào, ngày hôm nay thì anh em mình có muốn sôi động hơn nữa không? Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không chuẩn bị cho mình tâm hồn thật là đẹp này, tắm rửa thơm tho này, súc miệng đánh răng thật là thơm 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 cái bộ mồm để còn cười thả ra. Nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi video. Dìm dìm dìm. Trời ơi. Bữa ăn hoành tráng đây các cô, các bác. Tao cháu kém một miếng nha. Ôi giời ơi, ôi giời, món này cứ gọi là cực đỉnh luôn, ăn vào thì thích phê luôn. Ôi giời ơi, vỡ đầu tôi rồi chủ quán ơi. Ôi, ăn có một miếng mà rơi suýt không bay cả đầu, sợ quá đấy mất thôi. Lần cuối này tao vào cái nhà hàng này nhá. Ôi giời ơi, tái tê cả cái tâm hồn rồi. Alo bạn à, cho xin cái túi nhé. Trời ơi, cướp giữa ban ngày ban mặt đi bà con ơi. Rồi có ai không giữ cái thằng cờ hói lại cho tôi với. Ai da,
Này thời tiết đẹp đấy, rồi tung tăng chút nào là la xịt xẹt. Thôi xong rồi. Hello mọi người ơi, có ai ở đây không? Làm ơn gỡ dùm em cái ca này với. Không là em gọi là tầm ngồng đi về đấy. Ôi trời ơi, yêu quái. Trời ơi, anh ơi, nó xâm chiếm cơ thể em rồi. Trời ơi, bỏ nó ra, cho nó biến khỏi trái đất này đi, dời đất quỷ thần ơi. Này, tác phẩm nghệ thuật với chúng tôi, để yên cho bà con chui vô vào. Thôi, bà cố nội của tôi ơi, còn cái gì mà bà phá hết da luôn đi còn gì nữa. Úi giời ơi, nó bẻ mũi tượng xong nó lại còn cười khoái chí chứ. Ôi, con mụ này nó hết thuốc chữa rồi, sao vẫn chưa bỏ cuộc à, con dẩm dớ kia hả? Ôi, thay trời ơi. Ố là la, mát mẻ quá à. Úi sao, bé không lắc cưng cưng, lắc cưng cưng. Ui giời ơi, sóng vỗ dập mặt con vợ rồi. Úi giời là trời, nhan sắc của em trôi theo làn nước. Hai ông còn nhìn cái gì? Sao xăm nè? Không có gì à? Úi giời, thế thì lên xe đi, cho còn gì nữa. Ôi trời ơi, con đã lên đâu mà đòi phóng đi cái đổi rồi đấy. Cái tia gái cho lắm vào, rồi bỏ bê con cháu như này luôn này. Nghĩ mà tủi thân, ứa nước mặt luôn thì chứ lại. Bà chị ai? Mở cái cửa bên kia chứ. Nào nào, một ôi giây trước thảm họa choang choang. Ví dụ kiểu thích cả cái cửa mình. À mà bây giờ em nó chạy án kiểu gì nhở? Bác nào tư vấn hộ thì không chết người chứ đi. Thằng cha bụng bia này tính làm cái gì nữa hả? Ôi dồi ôi, tạt trơn vô cửa nhà chó mà. Dơ bẩn thế cái chứ này. Má nó trông cái thằng cha ấy nó âm binh phết chứ. Gión da gión dén này còn trắng trắng đen đen. Thế này nữa thì sợ quá đi bà nó ạ. Mắc gì mà đi với bẩn tâm can nhà người ta. Vậy cứ hít hít rồi ôi sau đó là lại lau cửa sạch sẽ thơm tho. Ủa, gì mà rảnh rỗi sinh nông nổi cái gì vậy trời. Có thấy công cần như cơ thể của lão ta không cái chứ định. Ôi dồi ôi, các bác ơi, vô cứu ca này với. Nó cứ gọi là lùi không giới hạn chứ nào. Chặn lại đi, lạy chúa tôi. Bây giờ ấy, nó có mà lao xuống dưới đấy thì có mà cả lũ tháng này xác định ăn cháo thay cơm nha. Thằng nào chơi ác thế thì chứ lại sư tiên sư nhà nó chứ. Đã quá là Pepsi ơi. Lên luôn này bờ nha. Úi dồi, vẫn bay lõng thẳng con gà mái đi. Mình sửa đi dăm ba thời tiết lạnh nhẽo. Tiết trời thì trắng chóa. Với chúng tôi này một cú của gọi là ngoạn mục. À thế mà chúng ta lại cùng phiêu theo nhịp sóng. Bây giờ anh ngủ ngon đấy nhờ papa. Dậy đi nào. Ai mua răng không? Tôi bán răng cho. Răng cả bộ hàm chị nguyên chất 100% đây. Bố em mới sắm hôm trước, xong rồi đảm bảo chất lượng như này. Anh nhờ anh. Rồi, ý đồ của thằng cha lái xe này làm gì mà mọi người. Đang tận dụng nguồn nước để rửa xe miễn phí luôn á. Gớm nghĩa, ông anh hóm quá đây. Mà vậy thì cũng vừa sạch lại vừa tiết kiệm tiền. Cái gì cũng hay nhỉ. Hảo hán quá đấy. Có bàn chân lặng lẽ giữa cái dòng đời nó như nước cuốn. Ôi giời ơi, con tội nợ kia. Đường tao vừa mới làm vừa chưa khô xong. Rồi rồi, giờ mày thích thành gà hấp bia hay là nướng chiêu cay khổng lồ hả? Ôi giời ơi, tao cố mày lắm rồi nhá. Nào, cứ lộn tiếp đi người anh ạ. Tôi nhìn đồng giá sách không chờ. Mày lộn thêm 100 vòng nữa thì anh ở đây vẫn cứ chịu được nha. Ôi giời ơi, lên thần rồi. Vừa rồi là những pha biểu diễn đầy chất nghệ thuật, nhưng mà là tấu hài rất là nghệ của các nghệ sĩ nhân dân mạng Dan A. Vui tính từ bé. Ôi dồi ôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên ấn like và subscribe, thậm chí là chia sẻ té là le lên cho bà con hàng xóm đều biết đến cái channel của bọn mình. Còn bây giờ thì Duy Hiếu và channel xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cụ các mợ ở những video tiếp theo. Hello anh em. Ôi trời ơi, hôm nay giọng nó hơi bị thuốc lào một tí, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn sẵn sàng cùng đồng hành với các bạn để đến với channel của tụi mình nha. Chúc anh em có những giây phút thư giãn với cái khoảnh khắc gọi là ôi trời ơi, khó đỡ. Nào, Trâm thì có vẻ như là một cô đánh gương của anh cũng da gì và này nọ phết chứ. Nhưng mà cơ mà ấy, dáng thì đừng có làm quá. Kẻo chả giá như này thì hơi bị tiếc đấy. Ném gậy làm gì? Trời ơi, nó có tội tình gì đâu.
Nghe nhở, nhìn cơ bắp mình thì đủ biết là chẳng có việc gì khó với ông anh rồi. Nhưng mà lắm nước thì phải động não một tí đấy nhở. Và kết quả của mấy túi phấn dinh dưỡng thì ăn thua cái gì? Nope. Những cái gì lần đầu tốt hơn ý là chị em không nên thử. Hoặc đã thử thì phải thử cho nó nhiều vào, chứ không thì tiếc như cái chai rượu ấy lắm. Cú ném như thế này hiếm lắm nha anh em, dễ gì mà ai ném bóng được tới đâu. Muốn lấy nó xuống ý là phải áp dụng cả một cái quy trình ấy.